Hi, xin chào cả nhà. Và Mita quay lại với cả nhà trong cái video chăm sóc sức khỏe chủ động. Và Mita quay lại cái video về cảm cúm là chuyện nhỏ qua một cái bài mình viết rất là vội trên Facebook cho một số người bệnh của mình mà bị nhiều quá, bữa trước mình không comment kịp luôn, mình không có trả lời kịp luôn nên mình viết vội một cái. Sau đó các bạn đề nghị là quay lại cái video, ok mình sẽ quay đây. Các phương pháp của mình trong vấn đề điều trị bệnh là hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh khi có thể. Khi bạn có thể mà không vượt qua được thì hãy sử dụng thuốc kháng sinh. Mình không có bảo là không bao giờ sử dụng thuốc kháng sinh đâu, bởi vì mình là người làm khoa học, mình hiểu rất là sâu sắc về tất cả bộ vấn đề, ưu và nhược điểm của nó. Cho nên là mình sẽ không phải là một người thực sự quá nghiêm ngặt, nghiêm khắc và gọi là khắc khe hay là xem một cái gì đó là đạo đâu. Là tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân. Nhưng là một trong những cái cách đầu tiên nhất trên hết tất cả mọi cách là hãy hiểu cơ thể của bạn. Hãy cho cơ thể của bạn nó có một cơ hội để nó tự chữa lành trước. Khi mà nó không có khả năng tự chữa lành thì hãy tiếp thêm cho nó một chút nhiên liệu nhé. Đó. Thì cái phương pháp mà để chữa lành cảm cúm, gọi là hay mình đọc một cái tên là cảm cúm là chuyện nhỏ, thì gần như không có ai không vượt qua hết đối với phương pháp của mình, cho nên mình đặt cái tên là như vậy. Đó chính là thanh lọc toàn bộ cơ thể, rồi đẩy lùi virus cúm và thúc đẩy cái cơ thể của bạn có khả năng tăng cái hệ miễn dịch và khỏe mạnh trở lại. Mình nhắc lại là chưa có một bạn nào bị cúm mà dùng phương pháp của mình. Phương pháp này của mình là không khỏi, không phải quảng cáo đâu, nhưng đó là sự thật. Không hề tốn một viên thuốc nào cả. Mọi người sẽ khỏe ngay sau ở ngày thứ ba. Sau một lần là ngủ một giấc dậy là cảm thấy nó đã khác được 70-80% rồi. Ngày thứ hai là 80-90%, ngày thứ ba là luôn là biến mất đấy, kiểu là như thế. Nếu bạn phần 1 đó là thanh lọc toàn bộ cơ thể. Đầu tiên là thanh lọc mũi. Đó, mũi phải làm đầu tiên trước. Bạn có thể ra tiệm thuốc tây gần nhà của bạn mua một cái chai thuốc nhỏ mắt, gọi là NaCl hoặc là nước muối 0.9% dành nhỏ mắt, nhưng bạn đem về nhỏ mũi. Bởi vì đợt chai đó tương đối sạch, mình chai đã tương đối sạch. Đó, bạn hãy nhỏ vào hai lỗ mũi. Cứ nhỏ liên tục 5-7 giọt, xong nó chảy xuống miệng, bạn có thể nuốt luôn hoặc bạn nhả ra bên ngoài. Đó, và bạn làm liên tục như vậy, cứ 2 tiếng một lần và làm một lần. 2 tiếng làm một lần, 2 tiếng làm một lần. Đó. Rồi lần thứ hai là, hoặc cách thứ hai là bạn hãy đun 100ml nước sạch, 100ml nước sạch cho sôi lên. Bạn thêm 0.1g muối vào, rồi hòa tan cả lượng muối đó đi, cho vào trong một cái bình ấm trà nhỏ nhỏ để nguội, sau đó đổ vào mũi và rửa. Nếu trong trường hợp trẻ nhỏ thì các mẹ hoặc các bố, các anh, các chị thì hãy giúp em nhé. Hãy giúp em chứ đừng để em tự làm. Đó, nó sẽ có khả năng bị viêm tai giữa đấy. Rồi, vấn đề thứ hai là vấn đề thanh lọc họng. Đó, bạn hãy nấu một cái nồi nước sôi, 2 lít thêm 2g muối và thêm một ít gừng vào đun cho thật là sôi lên, xong đó rồi bạn đổ vào trong một cái bình để ấm dần dần và uống trong suốt một ngày. Có nghĩa là lúc nào khát nước thì uống, thay vì uống nước như bình thường thì hôm nay uống cái nước muối gừng này thôi, chỉ đơn giản. Nhớ là 2 lít nước, 2g muối nhé, đừng có làm mặn quá mà cơ thể của bạn nó thừa muối. Đó. Mình ngăn đây mình chia sẻ một chút xíu là như năm 2012-13 gì đó mình quên rồi, mình có đi làm một cái chiến dịch là tài trợ nước muối và hướng dẫn sử dụng cho vùng dân tộc. Thật sự ra chưa có một người dân tộc nào mà người ta không nhận được cái kết quả tốt lành từ nước muối sinh lý 0.9% các bạn ạ. Người ta sẽ sử dụng trong cả làm sạch vùng kín, làm sạch làm một toàn thân cơ thể của họ khi người ta một ngày làm việc quá mệt mỏi, hoặc là người ta bị ốm đau như là bị đường tiêu hóa hay là bị đường hô hấp vân vân. Nó đặc biệt vi diệu lắm nếu bạn sử dụng hợp lý và đúng cách. Đó, và mình cảm thấy rằng đây là một lựa chọn tốt nhất cho bạn, hãy sử dụng đầu tiên và đơn giản nhất nếu bạn chưa có thể sử dụng những phương pháp sâu nữa. Và bước thứ ba là làm sạch đường tiêu hóa.
Trong bước thứ 3 làm sạch đường tiêu hóa, bạn có 2 bước nhỏ. Bước đầu tiên là sáng hôm đó thức dậy hãy pha ngay một ly nước giấm táo, muối loãng và một tí bột ớt vào để làm ấm cái cơ thể của bạn, rửa sạch cái dạ dày của bạn và đào thải ra ngoài. Thì công thức nó như sau, là bạn chuẩn bị khoảng 200-300ml nước, thêm một muỗng canh giấm táo tầm 15ml giấm táo. Sau đó bạn thêm một tẹo muối, thêm một tí gừng hoặc là tí bột ớt. Sau đó khuấy lên và uống chậm chậm cho nó xuống hết cổ họng và thải ra ngoài. Đó là bước 1 trong cái bước làm sạch hệ tiêu hóa. Bước 2 trong cái bước này mình chia ra làm 2 nhóm. Đối với bạn là người chưa bao giờ ăn thực vật toàn phần ăn sống, và bạn ăn chín bình thường như bao người, thì hãy nấu cho mình một cái nồi cháo loãng. Bạn chú ý nào cháo loãng. Bạn chuẩn bị một nhúm gạo và một nhúm đỗ đậu xanh gì đó rang lên. Rang lên cho nó chín đi. Rang lên cho nó chín. Kiểu vậy, không phải là chín mà nó thơm. Rang lên cho nó thơm. Sau đó đổ nước vào rửa sạch đi. Rồi thêm nước khác và nấu. Bạn thêm khoảng tầm là 2 lít nước. Rất là loãng á. Một tí như vậy nấu ra 2 lít nước nó loãng lắm. Đó. Thật là loãng, nấu chín mềm như vậy. Và bạn sẽ thêm một tí gừng nè, một tí ớt hoặc là một tí tỏi. Tí gừng, tí ớt, tí tỏi. Không được thêm tiêu nhé. Không được thêm tiêu. Và tí muối. Ngoài ra bạn chuẩn bị như là lá hành nè, hành tím cắt nhỏ nè, hay là tỏi băm nhuyễn nè, hay là kiểm tra thêm là lá tía tô nè, băm mà cắt nhỏ ra cho một cái bát lớn như thế này. Rồi khi nào bạn ăn thì bạn sẽ lấy cháo trong cái nồi cháo loãng ra trong một cái bát khoảng tầm 700ml vậy, thêm rau vào đảo đều, thêm một chút muối vào đảo đều, thêm vài muỗng cà phê vài muỗng canh dầu ô liu nữa đảo đều, xong rồi thôi ăn cứ ăn thế thôi, cứ ăn đổ mồ hôi ra lau, ăn như vậy hết cái bát đó rồi lại thì lau mồ hôi, thay quần áo rồi nghỉ ngơi, rồi khi nào đói thì lại ăn tiếp, một ngày ăn hết cái nồi đó trong một ngày. Đó, dễ quá trời đúng không? Bạn không ăn thịt, không ăn cá, không uống sữa, không gì hết, chỉ có như vậy thôi. Rồi, đối với người ăn thực vật toàn phần, hãy uống nước ép cho mình nhiều nhất có thể. Uống nước ép cho mình nhiều nhất có thể. Phần này hơi khổ bởi vì khi bạn ốm thì bạn không có làm được, nhưng hãy cố ha. Thì bạn trong trường hợp này là không giới hạn số lượng, uống được bao nhiêu thì cứ uống. Đó, uống được bao nhiêu uống 600ml một lít, uống được bao nhiêu uống nhiều lần trong ngày. Mỗi ví dụ như mỗi lần uống khoảng 200ml, cũng uống nhiều lần trong ngày vậy đó. Là bạn sẽ chuẩn bị một cái nguyên liệu nước ép, rồi bạn sẽ gồm có tất cả các loại rau cải màu xanh, dưa leo, cần tây, là thêm miếng chanh hoặc là miếng gừng, rồi thêm miếng chanh, miếng gừng. Hoặc là bạn thêm miếng dưa hấu, hoặc là bạn thêm miếng dứa, miếng thơm. Sau đó bạn thêm tỉ ngò. Đó, thêm tỉ ngò. Rồi cuối cùng sẽ cho thêm một ít bột ớt vào, tí tẹo thôi. Rồi sau đó thêm probiotic vào nữa. Thêm tảo biển, tảo xanh nếu bạn có thì cứ thêm vào ha. Rồi thì khuấy lên uống. Cứ uống bao nhiêu được, uống được bao nhiêu thì cứ uống. Uống được bao nhiêu uống 1 lít cũng được, uống hơn 1 lít cũng được. Uống khoảng 1 ký rau hay là ký rưỡi rau gì không thành vấn đề. Uống bao nhiêu được thì cứ uống. Đó. Thì thế thôi là giúp cho bạn thanh lọc hoàn toàn cả đường tiêu hóa của bạn. Trong cái ngày bạn thực hiện những cái điều như mình vừa tả, là ít nhất trong 3 ngày đầu tiên khi bạn mắc bệnh là bạn khỏi nhanh lắm. Sau khi thanh lọc đường tiêu hóa rồi thì bây giờ là ngoài da, thanh lọc ngoài da. Thanh lọc ngoài da cách tốt nhất là bạn đi xông hơi, hoặc là cách tốt nhất là bạn xông hơi. Nếu như bạn không có khả năng chuẩn bị cho mình một cái nồi nước xông lá thơm, xả hay các loại cơm quýt gì đó các kiểu, thì hãy chuẩn bị một cái, hãy chuẩn bị ra tiệm xông hơi. Đó. Và hãy xông hơi để cho nó tiết những cái độc tố, những cái độc tố bên trong cơ thể của bạn ra ngoài qua da, sau đó thay hết quần áo đi. Rồi thải rồi đúng không, mũi mắt rồi, xong chưa? Xong rồi, bây giờ toàn thân về tắm rửa. Thì hồi xưa mình còn bé là lúc nào mình bị ốm ba mẹ cũng không cho tắm, ông bà cũng không cho tắm đâu, nhưng đó là hoàn toàn sai lầm nhé.
khi bạn phải tắm rửa sạch sẽ để cho cái lượng vi khuẩn nó bám trên cơ thể của bạn nó không có khả năng sinh sôi. Đó, vi khuẩn virus nó không có khả năng sinh sôi, bạn phải vệ sinh. Thì cách vệ sinh tốt nhất là hãy chuẩn bị một cái nồi nước tắm là nước muối 1% hoặc nước muối Epsom hoặc là nước muối thông thường. Sau đó thể lau sạch toàn thân đi, tắm rửa lau sạch toàn thân ngày ít nhất một lần và thay quần áo luôn luôn là như vậy. Đừng có để bẩn, bẩn nó không có sạch, không hết bệnh đâu. Nó không phải như cái kiểu hồi xưa ông bà hay là ba mẹ hay một số bác sĩ khuyên bảo như vậy. Đó là hoàn toàn sai lầm. Như vậy là thanh lọc đã xong rồi đấy. Bây giờ bước tiếp theo là tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung thuốc kháng sinh tự nhiên. Bước đầu tiên là mình hướng dẫn cho các bạn bổ sung chất thuốc kháng sinh tự nhiên. Các công thức thuốc kháng sinh tự nhiên này nó vô cùng vi diệu, được sử dụng trong cái điều trị là tự chữa lành của bệnh nhân ung thư phổi, hoặc là phổi nhiễm bị nhiễm nước vào trong phổi, hoặc là lạnh người, ho liên tục và cảm nóng lạnh liên miên. Đó, đây là nước vỏ chanh. Bạn chuẩn bị khoảng 20 đến 30 miếng vỏ chanh. Miếng như chừng này là khoảng tầm như là vỏ của hai quả chanh vậy đó. Bạn cắt nhỏ ra và cho một miếng nước vào, bắt lên nấu cho nó sôi đi, xong rồi để cho lửa riu riu khoảng 5 đến 10 phút, đổ ra và bạn uống. Nó đắng vô cùng, cho nên bạn đừng có cho nhiều nước quá mà uống không được. Đắng lắm nhé. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng vỏ chanh khô, bạn để tích trữ lâu đó, khi nào bạn ốm thì đem ra, nhưng vỏ chanh khô thì tác dụng là không bằng vỏ chanh tươi. Tuy nhiên là cũng hoàn toàn chấp nhận. Chú ý khi sử dụng nước vỏ chanh như sau, là bạn không được lạm dụng sử dụng nước vỏ chanh quá nhiều. Vỏ chanh quá nhiều là khoảng 100g vỏ chanh trong một lần uống thì bạn có khả năng là bị ảnh hưởng đến vấn đề lừa đường tiểu. Vấn đề đường tiểu tiện của bạn, do đó là đừng sử dụng quá nhiều, sử dụng khoảng 20 đến 30 miếng thôi nhé. Thứ hai là nếu mà bạn là người uống ít nước quá, không tuân thủ như những điều thanh lọc mình chỉ ở trên, thì việc uống nước nửa chanh này nó không có tác dụng. Đó. Và khi mỗi lần mà bạn đi mưa về lạnh cống người thì hãy nghĩ ngay đến cái việc là đun một nhúm nửa chanh và uống ngay. Đó là nó giải pháp cho bạn liền ngay lập tức. Đó là điều vi diệu của vỏ chanh ha. Sau khi vỏ chanh rồi, tăng cường hệ miễn dịch nữa là sao? Hãy bổ sung thêm hoa quả, rau xanh. Nếu bạn không phải là người chọn thức ăn rau xanh, hoa quả là thức ăn mỗi ngày thì hãy nghĩ đến điều này. Hãy uống thêm một ly nước ép nữa, nước rau hay hoa quả gì đó sẽ tốt cho các bạn hơn rất nhiều. Bạn có thể trong lúc này thì ăn nhiều những quả như quả táo này, hay là quả kiwi, hay là cam, quýt bưởi gì đó rất là tốt. Hãy ngủ nhiều nhất có thể. Khi nào ngủ thì khi nào buồn ngủ thì cứ ngủ, thậm chí là bạn vừa uống ly nước xong buồn ngủ cứ ngủ, xong rồi thức dậy mắt tè rồi lại uống nước, rồi lại ăn cháo, rồi lại uống ăn cháo hoặc là uống nước ép, rồi lại buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Bạn cứ ngủ nhiều nhất có thể thì cái việc bạn sớm khỏi bệnh nhanh nhất đó. Bạn có thể xin phép cơ quan hoặc nơi làm việc của bạn hoặc nơi học tập của bạn nghỉ ít nhất 1 đến 2 ngày đầu tiên để cho cái việc khỏi bị lây lan cúm xong cho người khác và cũng như việc phục hồi của bạn nhanh hơn. Rồi sau đó hãy vệ sinh xung quanh nhà cửa sạch sẽ của bạn. Nếu trong trường hợp bạn chưa làm được thì hãy chờ khỏe lại đã làm, và để khỏi là lưu giữ mầm bệnh hoặc là thuê người nào đó phụ giúp ha. Sau khi mà đã kết thúc bệnh cúm rồi thì chúng ta cần phải làm gì? Việc đầu tiên cần phải làm đó chính là thay bàn chải đánh răng mới, thay quần áo nội y hoặc là vệ sinh sạch sẽ tiệt trùng rồi sử dụng lại, thay chăn màn chiếu gối, giặt giũ phơi khô hoặc là tiệt trùng rồi có thể dùng lại. Vệ sinh nhà cửa, bỏ rác hoặc xem xét có những khoảng không nào có thể giải phóng được thì cứ giải phóng hết đi để cho giảm thiểu cả mầm bệnh để bị lây sang người khác. Mình chúc các bạn khỏe mạnh, và nếu các bạn bị cúm thì hãy làm ngay, đừng có để chần chừ, vì bạn làm ngay thì xác suất bạn sớm khỏi bệnh nhanh hơn có thể. Nếu bạn vừa biết mình bị cúm thì hãy làm ngay, bạn sẽ khỏi ngay trong 3 ngày đầu. Mà nếu bạn đã từng uống thuốc rồi thì nó sẽ chậm hơn một chút xíu và bệnh cúm nó sẽ vượt qua khỏi bạn khoảng trong 7 ngày nhé. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và có những cái liệu pháp tự chữa lành của bản thân, để các bạn ngày một khỏe hơn, ngày một có một cái hệ miễn dịch tốt nhất có thể. Bye bye.